Xin chào các bạn. Hôm nay Thắng sẽ giới thiệu cho các bạn nhất là cái quy trình cũng như là giới thiệu về công ty Vitalite và những cái sản phẩm của công ty Vitalite cho tất cả các quý vị, để các quý vị có thể là biết về các sản phẩm và định nghĩa về sản phẩm của bên công ty và cái định hướng phát triển của công ty như thế nào. Vitalite hiện giờ đang ứng dụng công nghệ sinh học vào trong tất cả các sản phẩm hiện tại của công ty. Các sản phẩm sinh học ứng dụng vào để giúp tạo ra những sản phẩm an toàn và chất lượng, giúp cho nhiều gia đình dùng những sản phẩm đảm bảo cũng như là tốt cho môi trường. Với sản phẩm công nghệ sinh học thì nó đã có từ lâu đời rồi. Từ cách đây hàng trăm năm, hàng nghìn năm trước cũng đã ứng dụng công nghệ vào, ví như là ứng dụng vào truyền thống, ví như các bạn có thể nhìn thấy là như là nước mắm này, hay nước tương, hay một số vùng miền những cái sản phẩm lên men. Đó là cái cách truyền thống để ứng dụng công nghệ sinh học vào. Là cái công nghệ sinh học cận đại ấy, thì các bạn biết đó là ứng dụng acid amin, enzyme hay là như mì chính này, vân vân và vân vân. Đó chính là những cái ứng dụng công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học hiện đại thì đã áp dụng rất là tiên tiến vào gen di truyền này, hay là enzyme này, hay là ứng dụng vào khoa học, kỹ thuật rất là nhiều, đặc biệt là vào đời sống. Ví như hiện giờ là các sản phẩm của Vitalite đã ứng dụng vào trong tất cả các sản phẩm, ứng dụng 70% công nghệ sinh học vào trong sản phẩm này, còn 30% còn lại. Còn về mùi thơm thì bên công ty sử dụng những sản phẩm nguyên liệu từ thiên nhiên để tạo ra những dạng thơm tự nhiên nhất, như là tinh chất quả bồ hòn biển cùng hơn 30 loại cỏ tạo bọt cũng như là tạo các hương thơm cho các sản phẩm. Chitophan giúp cho việc làm bóng cũng như là giúp cho sản phẩm nó được tinh khiết nhất. Mỗi một mẫu mã thì sẽ có một mùi hương và một cách định hình khác nhau để giúp cho các bạn dễ nhận diện cũng như là giúp cho các bạn dùng sản phẩm tiện lợi nhất. Thì công ty đã ra 11 sản phẩm. Thì hôm nay Thắng sẽ review cũng như là giới thiệu qua về các bạn về những cái sản phẩm này. Bên cạnh đó Thắng sẽ làm thêm những cái sản phẩm riêng biệt về công năng, cách sử dụng, làm sao cho các bạn có thể là dễ dùng nhất cũng như là để chia sẻ dễ nhất. Thì Thắng có đóng thành một cái playlist để các bạn có thể tìm hiểu. Còn hiện tại đây là sản phẩm đầu tiên của nhà mình, đó chính là sản phẩm nước giặt. Trọng lượng của nó là 3,2 cân và dùng rất là đậm đặc và rất là tiết kiệm. Thì Thắng sẽ review cho các bạn một cái video riêng nhá. Đây là sản phẩm xả vải khô, một sản phẩm rất là được nhiều người yêu thích. Đây là một cái sản phẩm đang được bán trên thị trường rất là hot. Với xả vải khô này thì bên công ty cũng đã đưa các dòng hương nước hoa vào trong này để giúp lưu hương cũng như là để giúp mùi hương của các bạn luôn luôn bên mình. Đây là sản phẩm dầu gội đầu nhé cả nhà nhé. Sản phẩm dầu gội đầu này thì bên mình có cho thêm cả thành phần của thảo dược vào đây nữa để giúp cho các bạn có thể là công nghệ nó giúp cho massage da đầu, dưỡng sinh trong này. Cũng như là về sản phẩm này thì có cả vừa gội vừa xả luôn. Đấy, đây là sản phẩm của bên nhà mình này, nhà phân phối rồi. Còn ngoài ra thì hệ thống online thì bắt đầu chúng tôi sẽ sang năm 2024 này triển khai rất là mạnh. Còn đây là sản phẩm nước rửa tay các bạn nhé. Cái sản phẩm nước rửa tay này bên mình sử dụng công nghệ dạng gel để các bạn có thể là khi mà sử dụng cái sản phẩm này á, nó tiết kiệm và thứ hai nữa là nó đậm đặc. Đây là sản phẩm nước rửa chén này. Bên mình có hai loại nhé cả nhà nhé, loại 400g và loại 800g. Và đây là mình đang mang mẫu 800g, 400g thì cũng như này nhưng nó nhỏ gọn hơn. Cái sản phẩm đó thì hiện giờ là đang được chương trình khuyến mại rất là tốt từ công ty đó. Và từ đây là từ tất cả những cái sản phẩm này đang được mua một tặng một từ đây đến Tết các bạn ạ. Hãy cố gắng làm sao mà chúng ta hãy mua thật nhiều để chúng ta nhận những cái khuyến mại của công ty nhé. Nhà chúng ta thì lúc nào cũng phải nấu nướng đúng các bạn, thì cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm mà không thể thiếu trong cái gian bếp của nhà bạn. Sản phẩm này nó giúp cho cái không gian của mình ấy, tránh được cái vi khuẩn và thứ hai nữa là những cái vết bẩn, đặc biệt là những cái vết bẩn là gì ạ, những cái vết bẩn mà nồi niêu xoong chảo các bạn biết là dầu mỡ nó khít vào đấy, nó đen xì như vậy. Nhưng với sản phẩm này thì các bạn ngâm tầm 15 đến 20 phút thôi, đó là chúng ta sẽ có một cái nồi như mới. Thứ hai nữa là trong cái tất cả những cái đồ vật bị bẩn thì sản phẩm này đều lau được, kể cả như giày dép này hay là quần áo này hay là lau sàn nhà mà có vết bẩn là cũng đều có thể cọ rửa mấy cái này. Là các bạn nhé, Thắng sẽ review sâu về cái sản phẩm này cho các bạn để các bạn biết cách dùng nhé.
Bên mình có hai cái mẫu nước hoa, bên bên tay Thắng đang cầm đây là Imprint, nó là một dòng sản phẩm dành cho men, dành cho nam. Sản phẩm này lưu hương 24 giờ và nó giúp cho nếu như bám mùi vào quần áo có khi là vài ngày không hết. Với sản phẩm này á, nó đang được sản phẩm sử dụng một cái công nghệ nó rất là đậm đặc. Thứ hai nữa là cái sản phẩm Bleed này, đó là dòng unisex, có nghĩa là con trai cũng dùng được và con gái cũng dùng được. Nó giúp cho lưu hương cũng rất là lâu, lên đến hơn 24 giờ để các bạn có thể là đi bất cứ nơi đâu trong một ngày làm việc các bạn cũng có thể là được thơm, cũng như là cái mùi của nó rất là đặc biệt. Đó, và đây là hai cái dòng của bên nhà mình. Còn ngoài ra thì tới đây thì bên công ty sẽ ra rất nhiều các sản phẩm khác liên quan đến ngành hàng tiêu dùng cũng như sản phẩm sạch để đưa vào trong cái hệ thống kinh doanh. Nếu anh chị em nào mà xem được cái video này mong muốn làm đại lý cũng như là muốn Thắng chia sẻ về chính sách cũng như là để kết hợp với cả công ty thì hãy liên hệ trực tiếp với cả Thắng hoặc là để lại ở dưới bình luận này. Thắng sẽ liên lạc với các bạn và để các bạn có thể là hiểu hơn về sản phẩm cũng như hiểu hơn về công ty để giúp cho các bạn kinh doanh thành công hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.